Ui, xin ta đụng. Ui, để đưa rồi. Uầy, nhiều thế. Đây là chỉ một lúc buổi sáng đấy các bạn nhé, mà bạn bắt được từng đây sâu rồi. Tôi Linh Phong xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Châu Phi. Hôm nay là bạn La Điêu Sầu là sẽ vận chuyển lên đất để chuẩn bị lâng cái lèn này đây các bạn. Các bạn nên làm từ hôm qua rồi, bạn làm một mình nên là nó hơi chậm một tí. Đất thì mình lấy từ cái rãnh nước ở trên kia vận chuyển xuống đây để đổ lâng cao cái lèn này lên một chút. Gian làm cho nó gian bếp này nó đẹp hơn. Mình định đặt cái bếp ở giữa cái nhà này, nhưng mà sau đó là mình lại không đặt được, tại vì nó đặt ở giữa cái nhà này thì là mình sẽ không còn diện tích để các bạn ấy ngồi ăn, là mình sẽ dịch chuyển cái bếp, nó sẽ ở bên ngoài phần trước mặt mình ở đây. Thì sau này mình sẽ lợp khoảng tầm 2 tấm tôn để tránh mưa tránh nắng, mình sẽ nấu bên ngoài, mình cả tránh hiện tượng là để gần đây quá các bạn đốt lửa to là nó sẽ cháy lên cái phần trên nóc này. Đấy. Trên nóc này mình cũng hãi là nó cháy, ngọn lửa cao nó sẽ cháy, nên là mình sẽ đẩy bếp ra bên ngoài. Còn ở phần trong này các bạn ấy sẽ có một cái không gian diện tích rộng để các bạn ngồi ăn. Cũng có khán giả, rất là nhiều khán giả là để lại comment là mình sẽ phải xây khoảng tầm 2-3 hàng, nhưng mà mình không có làm vậy đâu các bạn, tại vì là khi mà mình quay video nó rất là vướng, mình không di chuyển được, nên là mình sẽ không làm, mà mình sau này mình sẽ dùng thanh tre mình xếp xung quanh để cho nó đẹp thôi. Gian bếp này sẽ cũng sẽ làm cho nó đẹp lên. Còn trước mắt là các bạn ấy sẽ phải lưng cái lèn này lên trước, xong rồi các bạn ấy sẽ cho nước vào và đầm xong rồi các bạn ấy sẽ đánh bóng và cho cái gian bếp nó đẹp hơn. Còn ở trên kia là bạn nêu hôm nay vẫn tiếp tục đang đóng gạch. Hôm nay các bạn ấy đóng cũng số lượng thêm được 260 viên nữa, và ngày hôm nay là các bạn ấy phấn đấu là mỗi người 130 viên. 130 viên xong là các chiều các bạn ấy sẽ quay đi tưới rau. Rồi lại là bạn Manuel. Manuel từ hôm làm đến giờ, từ hôm đóng gạch đến giờ là chưa nghỉ buổi nào cả. Bạn ấy rất là chịu khó. Toàn bộ những gạch này ngày nào các bạn cũng cho toàn bộ là những cái thanh tre vào. Còn ở trên kia là bạn Leo. Leo là bạn ấy sáng nay dậy sớm cũng đóng gạch rất là sớm các bạn. Giá quanto, Leo? Já 50, doutor Nifa. Já 50? Sim, sim. Tchau, acabar. Tem então ir lá, Leo. Já 50. Từ sáng giờ bạn đã đóng 50 viên rồi. Còn bạn Manuel đóng sớm hơn một chút là bạn ấy đã được 80 viên rồi. Sáng nay bạn Leo là bận một chút việc, là bạn ấy ra đi làm sớm nhưng mà lại bận một chút việc đấy các bạn. Bạn ấy đóng mới được có 50 viên thôi. Còn trên này là nay đi sầu là bạn ấy phải lấy toàn bộ đất ở đây. Đất là chuẩn chuyển từ đây về đây các bạn, hơi xa một chút nhưng mà có xúc như vậy là cũng ok rồi. Xin chào các bạn, tên tôi là Dilson. Estamos aqui a dar mesmo cargadura. Porque nós gostamos mesmo de trabalhar, bué. Nosso pai Tony faz sempre nos esforçou mesmo para nós ser bons trabalhadores. Ok, continua a trabalhar. Sim, sim. No nosso pequeno Vietnã. Bạn Nadio sau này là bạn ấy cũng chịu khó làm nhưng mà làm khá là chậm. Bạn cũng có vợ rồi, có 2 cháu.
Còn sáng nay mình vào sớm là 7 giờ đã có mặt buổi sáng rồi. Thì hôm qua là gà ở sông suối là cũng đã lở, nhưng mà rất là không may, qua một đêm thôi mà đàn gà đã bị kiến nó cắn chết hết, không còn một con nào đâu các bạn. Gà lở xong là mình cũng đã cẩn thận là để cho bạn Nêu là để vào trong nhà, nhưng mà bạn Nêu là chắc là làm mệt quá nên là khi kiến vào nó cắn chết hết rồi. Xong rồi bạn ấy biết tất cả các mọi người là dậy, xong rồi là đốt kiến, đuổi kiến đi, đốt kiến. Thì sáng nay mình vào này kiến ở cửa chết rất là nhiều, đàn gà thì đã bị thiệt hại toàn bộ, không còn con nào cả. Nở mới được có một ngày thì đêm hôm qua để trong nhà thì bị kiến nó cắn là chết đấy các bạn. Nhà toàn bộ gà con là bị chết, còn duy nhất là con gà mẹ may là vẫn không làm sao cả. Rồi dù sao thì các bạn ấy lại phải đợi lứa khác thôi. Bố đẹp pusa. Pusa la đu lên ba xu. Như này mà hai bạn đóng là khoảng tầm 4 ngày nữa là đủ gạch đấy các bạn, là đủ gạch xây hai cái nhà ở đây rồi. Các bạn sẽ quay lại xây luôn và làm móng luôn, tại vì là những số gạch kia là các bạn đóng trước là cũng đã khô rồi. Các bạn xây dần là vừa xây hết cái gạch cũ kia thì chắc là gạch mới lại cũng đã khô. Còn bây giờ mình sẽ qua khu vực của bạn Marcelino. Marcelino đi bắt sâu từ ngày hôm qua các bạn. Bạn Marcelino bắt từ ngày hôm qua ngày hôm nay là đã được lửa cái ruộng này rồi. Bây giờ mình sẽ đi xuống kia là xem nào bạn ấy bắt được nhiều sâu chưa. Ở đây là mình cũng đang làm cái bờ đấy các bạn nhé, nhưng mà hiện tại là đang vướng ngô. Sau này cái bờ này là mình sẽ làm cho nó nhỏ lại một chút, là đi vừa là được rồi, mà cũng là để cho nước nó trào vào. Hôm nay thì ngô rất là tốt đấy các bạn, bắt đầu là đang chụp đậu, đang giao hoa. Bây giờ mình sẽ xuống đây để xem là hôm nay bạn Marcelino là bạn ấy bắt được nhiều sâu không. Já tá, Marcelo. Sim, muito bicho. E estamos a meter aqui no copo. Aqui normal, mas ali tinha muito bicho. Bạn ấy đang cho vào cốc rồi, bạn ấy sâu, bạn ấy cất vào cốc xem bây giờ là mình sẽ xem là bạn bắt được bao nhiêu. Sim, muito bicho. Uai, nhiều thế. Đây là chỉ một lúc buổi sáng đấy bạn nhé, mà bạn bắt được từng đây sâu rồi. Con nào cũng sống. Cả lăng là mang esse frita come á. Não, não é bom não. Não come abruca. Não sei, Tony Fan. Não nos ensinaram a comer. Ok, quạt đá banh depois da do tori á, về á. Tá bem, tá bem. Cuidado, ué. Hàng đá depois batiu de folha de couve. Não, tu vai controlar mesmo, Tony Fan. Ok. Đây là bạn ấy đi bắt sâu cũng rất là giỏi đấy các bạn. Hôm nay là bắt cất vào cốc này để mình xem kiểm được bao nhiêu con. Con mới bây giờ vào buổi sáng sâu nó nằm ngay bên ngoài thôi. Bạn cứ lập ra là có rất là nhiều đấy. Giờ này là nó chỉ ngay bên ngoài, nó rất là dễ bắt. Bây giờ mình sẽ qua chỗ bạn Casken đang dọn vườn bên này. Chỗ này là tiếp tục là để bạn Marcelino bạn bắt toàn bộ rãnh nước là các bạn ấy đào cũng tương đối là sâu rồi. Bây giờ các bạn múc nước để tưới là cũng rất là ok rồi các bạn.
mình sẽ qua chỗ bạn Dorivaldu trước. Dorivaldu là đang làm luống, là chuẩn bị trồng su hào đấy các bạn. Su hào của mình là cũng đã tốt rồi, chỉ khoảng tầm 2 đến 3 ngày nữa là phải đánh ra trồng rồi, không thì quá lứa. Trước mắt là Dorivaldu là sẽ làm những cái luống, bạn này làm luống như này là không được rồi, như này là đến lúc tưới là rất khó. Si phaze sinh đẹp bôi hề ga quả banh đi vi siêu. Át sinh. Giá phaze sinh phaze út mà ai số á? Phi nhu đi đây tu sinh đi đây tu. A quả buska ki. Ok, át sinh ai đã ta bông. Chị chào các bạn, tên tôi là Dorivaldu. Sim, sim, estamos aprendendo mesmo aqui com Tony Fop, vietnamita. Ok. Mấy ngày hôm nữa là sẽ có hai người nữa xuống để xin vào để làm để học hỏi kinh nghiệm các bạn nhé. Học hỏi kinh nghiệm của người Việt mình hướng dẫn các bạn ở đây làm như thế nào. Là sẽ có khoảng tầm 2 người nữa là sẽ xuống đây, tại vì là các bạn ấy có vườn rất là rộng nhưng mà không biết cách trồng trọt, chỉ là trồng mỗi sắn thôi. Về mùa ngô thì trồng ngô thôi, trồng theo phương thức của Angola, nên là các bạn ấy xuống đây để học hỏi kinh nghiệm. Là sẽ làm trực tiếp ở đây luôn, một thời gian là các bạn ấy sẽ tách ra và sẽ về nhà để trồng trọt ở nhà. Các bạn ấy ở cũng rất là xa. Hôm qua là bạn nêu là nói chuyện với mình là như vậy. Ở đây là bạn vẫn phải cúc lại. So phá dê sinh nhé, đẹp bôi mùi nha. Đẹp bôi ấy ta mai lô vù. Ta bông. Ok. Ở đây là các bạn ấy cúc đã lâu rồi. Đẹp bôi para de palmeira de casca. Casca turu de ram. Ok, chỗ này là khoảng tầm 3 hôm nữa là các bạn sẽ lên luống xong, tại vì là đất nó khô rất khó làm. Mình đang bỏ các bạn ấy tưới ẩm lên rồi làm, nhưng mà tưới ẩm lên mất rất nhiều thời gian, bạn sẽ lên qua thôi, xong rồi sẽ tưới ẩm vào để các bạn ấy sẽ dằm cái đất ra cho nó nhỏ. Này là các bạn đào rất là đẹp rồi, như này là đắp lại là nước nó sẽ dâng lên là sẽ đủ nước các bạn ấy tưới, còn ở trong kia vẫn chưa đào xong thì là mình tạm thời là vẫn cứ để cho nước nó chảy đi để trong kia nó cạn, các bạn dễ đào. Buổi chiều thì chắc là mình cũng phải tham gia cùng với các bạn đấy để đào rãnh nước kia, hướng dẫn các bạn đào cho nhanh chứ các bạn ấy sử dụng xẻng không quen. Cuốc thì dưới này nó có nước nên là nó bắn. Tao không? Mang lên đi. Tí ra có mau phải cây tí ra là Habitu. Sì, dopo sarà prima da madruga da madruga con il padrone grande quelle va là. Sì, problema. Problema, sì. Chiều nay là mình cũng phải ở đây để hướng dẫn các bạn ấy cách nhổ cỏ, chứ không các bạn ấy dùng cuốc bạn ấy lấp đi xong rồi các bạn ấy lại bới ra để làm thì chắc là cũng rất là lâu. Tạm thời là các bạn ấy tụ hết vào cái đống kia những cái cây nào nó to nó dài để gọn vào đốt đi, còn những cái mục mà nó nhỏ thì các bạn ấy sẽ cuốc và sẽ lật đất để cho đất nó tốt, nó không bị bạc màu đi các bạn.
còn cỏ rất là nhiều. Mấy hôm trước ở đây nó ngập nước nên là không thể vào đấy cuốc được. Sau khi là mình làm cái rãnh nước một cái là nước trong đây nó rút hết. Đất rất là tơi đấy các bạn, chỉ đào rãnh thôi nhé, chứ không khoai ra mà tự nhiên là nước nó sẽ chảy hết thôi. Chỗ này là chiều mình sẽ tham gia cùng với các bạn để đào hết cái đoạn này. Ata đưa Eujun tu você fazer aqui aqui é như là sinh você suzi nhìn cũng quen táo fazer sau ta đưa cabo cabo để pôi cù vú là để amanhã você fazer cantei o que disse cá para entrar de conhece de suhao conheço aquele que está lá já termina bem a altura sim já tira bem de planta tá bom Doni Fa. Ok, ở đây là những cái cỏ này các bạn, mình cũng phải làm cùng với các bạn ấy để các bạn ấy biết được cái cách mà làm giật cái cỏ nhanh. Cái này chỉ dùng tay thôi các bạn, rút là nó hết ngay, đi từng đám một, hoặc là mình sẽ sử dụng cái cào cũng hiệu quả lắm đấy các bạn. Cào phát là tụ vào đây, để cái đống này là đốt một phát nó sẽ chết. Còn rất là nhiều cây que như thế này thì mình sẽ không đợi mục, để đợi mục rất là lâu. Ở đây hôm đầu tiên thì là nước nó ngập nên chỗ đầu luống kia là các bạn chỉ làm được đến đấy thôi, và bây giờ nước nó mới cạn, mới có thời gian để khoai được cái rãnh này mới cạn, tại vì là khối lượng công việc ở đây còn rất là nhiều đấy các bạn. Các bạn ấy làm hết năm nay, sang năm thì nó sẽ nhàn hơn, tại vì là toàn bộ là quy hoạch vào hết rồi, khu nào là đất đều cuốc hết lên rồi, thì sau này các bạn ấy cuốc lại rất là nhanh. Mình ở đây hướng dẫn các bạn đây là thường là các bạn ấy nhà là không có máy móc, chủ yếu là các bạn ấy làm nhỏ lẻ nên là mình hướng dẫn như vậy các bạn ấy làm nó tốt hơn, sau này các bạn ấy quay trở lại với gia đình các bạn ấy biết cách để trồng trọt. Ngay cái ngô ở đây Angola trồng thì các bạn cũng đã biết trồng rất là nhiều cây, nhưng sau khi mà mình trồng theo hàng theo lối như vậy thì các bạn cũng rất là thích. Mình qua bác đẽo cái tấm kia để giặt quần áo, hôm nay là bác ấy xuống sớm nhưng mà không biết là đẽo được bao nhiêu cái rồi. Bên kia là sáng nay là mình phải cùng mấy bạn ở đây là mình cưa một đống củi đây rồi. Những cây này nó rất là khó chặt này các bạn, nó rất là cứng, dao chặt còn mẻ cả dao. Mình cưa rất là khó khăn. Sau một buổi sáng đã cưa xong rồi, bây giờ các bạn chỉ dọn những cái cây que ra đây thôi là ok thôi, xong rồi là mai các bạn sẽ cuốc. Xin bông đia bà bài. Bác cũng đã đẽo được một cái rồi, bác đang ngồi lên đây các bạn, nhìn rất là đẹp mắt, đẹp đấy các bạn. Nhưng mà làm cái này cũng rất là kỳ công đấy các bạn. Mình cũng đã hỏi bác ấy rồi là bác nó có biết đẽo cái cối không, nhưng mà bác ấy không làm được, bác bảo là không có dụng cụ, bác không làm được, bác ấy chỉ biết làm nhất là thôi các bạn. Cửa các bạn ấy, mình cũng hỏi bác là bác có biết làm cửa, làm cửa sổ, cửa chính không, nhưng mà bác không biết làm đâu các bạn, chỉ biết làm mỗi cái để giặt này thôi. Papá fazer muito bom, né? É verdade. Tem que estar bonito. Sim, bonito, vender bem. Ontem, pai vendeu quanto? Ontem não se vendeu, foi tarde. Foi tarde? Sim. Vou dar lá casa. Yeah. A comunidade toda não compreendendo o que está... Bacana, não é que é o tai. Por exemplo, essa aqui pode se vender mil, essa. Mil quanto só? Mil de quase. Bem barato. É, casa depende da largura. E quando a cidade não tem dinheiro, é pior. Bem barato. Bem barato. Ok. É só para não ficar em casa, tá? Ok. Bác ấy bảo là cũng có hôm là bán được 1.000 quan một cái tấm này thôi đấy các bạn, cũng có hôm là bán được 1.500 đấy, rất là rẻ. Công mà bác ấy ngồi cả một ngày,
vào đây, vào trong này làm là từ 6 giờ sáng đấy các bạn. 6 giờ sáng đã có mặt đây rồi mà làm đến khoảng tầm 4 giờ chiều mới được một hai cái tấm này cầm về. Như vậy là tiền ăn hàng ngày là cũng hết, không để dư ra đồng nào cả. Hiện tại thì cái máy cưa của mình đang cho mượn, còn không có ở đây. Mấy ngày nữa có thì mình có thời gian mà gần đây thì các bạn nó cắt đây thì các bạn hỗ trợ bác cái xẻ ra, tại vì cái gỗ này nó rất là mềm, xẻ cũng rất nhanh, xẻ ra bác cái làm nó mới nhanh, nhanh thì mới có tiền. Bình thường mà bác ấy đi vào vườn của nhà khác ấy mà đi vào vườn mà chặt gỗ như này mà làm là phải trả tiền ấy các bạn ạ. Nhưng mà vào đây là mình cứ để cho bác ấy làm thôi để kiếm tiền để mua thức ăn. Còn mình sẽ quay trở lại khu vườn dưới kia. Về ký tên đôi cabeça. Đôi cabeça gara ký tên à. Mình phải đi một vòng. Hôm nay là aqui afora tem um grande aqui, o primeiro. Vai tirar quando aí? Uma. Uma, a cabeça vai chegar. Chega mesmo. Hoje põe pouco, pessoal. É fui de mim. É para arrancar, não é para arrancar. É para colher, está da semente. Depois ele... Fui de mim, depois da Không biết là đây có phải là rau cải muối dưa không đi các bạn, nhưng mà nó lại lá lại màu trắng hay nó bị thoái hóa. Mình thì nghĩ là cải canh đấy các bạn. Các bạn ấy hái về để nấu ăn. Ok. Potamaya fora. Đôi cabeça. Ok. Cô tắp bánh pequeno á, phê vê á. Com óleo. Ông mình tắp bánh xuống mặt tôi đi phải. Potamaya À, đi tên. Ngoài này cũng có một cây nữa như thế đấy các bạn. Cải muối dưa thì các bạn ấy ăn nó không quen đâu, là nó rất là đắng. Pode tirar cabeça. Pode tirar cabeça. Sim. Arrancar. Não arrancar. Cortar sim. Essa que tu faz nessa semente? Não, essa eu não quero, tipo essa. Então, pode arrancar. Ah, sim, para dar mais, para dar mais. Sim, assim. Depois ele tem que ser mais novo. Okay. Aqui. Já? Tá pronto. Já tá bom. Mudar, você chega. Vai pouco. Vamos fazer fundo de milho. Fundo de milho é até bonito. Gasta muito molho. Vamos ver lá mais uma. Ok. Assessor depois. Lavar banha. Sim, também faz. Lavar demora como água. Olha bem pouco tempo, veneno. Sim. Vamos procurar mais tempo aqui. Các bạn ấy hái như vậy là cũng chưa đủ ăn đâu các bạn. Phải một ôm to thì mới đủ ăn. Tá bom, guarda amanhã, continua mais, acabou. Các bạn ăn là rau không kịp lớn đâu các bạn. Cái này là vẫn chưa đủ nhưng mà để dành để ngày mai còn tiếp tục hái để ăn. Chứ hái ngày hôm nay hết mất thì ngày mai lại không còn.
bản cá nụt là bạn cũng làm xong hết toàn bộ là dàn cà chua rồi, nhưng mà mình cũng không biết tại sao mà năm nay mình trồng cà chua là đã ra hoa thì các bạn, cây bé nhè đã ra hoa rồi, không biết là cà chua nó còn lớn nữa không. Hiện tại là đang ra hoa và cây rất là thấp, như này là cà chua là không có năng suất đâu các bạn. Toàn bộ các bạn đang làm dàn hết rồi. Các bạn ấy ngày cách một ngày là tưới một lần. Đất trong vẫn còn rất ẩm đấy các bạn. Toàn bộ là cà chua bắt đầu ra hoa rồi đấy các bạn này. Mình cũng không biết do làm sao hay là năm nay mình trồng sớm, thời tiết bây giờ đang lạnh. Về buổi tối rất là lạnh nên là cà chua càng lên kém hơn. Cũng có thể là vào tháng 8 thì trồng cà chua mới hợp hơn. Tháng 8, tháng 9 thì sương xuống, thời tiết nó hơi ấm một chút. Về buổi tối thôi. Dưới này cũng vậy, đều có hoa hết rồi. Có hai chùm rồi các bạn. Còn không biết là nó còn cao thêm tí nào không. Như thế này là năm nay là cà chua các bạn xóm chuối chăm sóc là không có nhiều quả rồi. Ở dưới này là bạn làm hết dàn rồi. Làm xong còn phần trên kia còn 19 luống nữa chưa làm xong. 19 luống nữa. Nữa mới làm xong đấy các bạn. Còn ở dưới này là ngô. Ngô mà hôm nay các bạn ấy trồng bằng cốc đấy các bạn, hôm nay là lớn và cao như thế này rồi. Chỗ này là các bạn ấy đã phải đi vun được rồi đấy các bạn. Ngô chỗ này là vun được rồi. Nhưng mà các bạn ấy vẫn chưa kịp làm xong trên kia nên là chưa quay lại đây được. Còn mấy luống củ đậu ở trên này là cũng đang mọc rồi đấy các bạn. Các bạn chịu khó ngày nào cũng tưới nó ẩm. Ở đây là có 4 luống. Hôm nay thời tiết rất là hay đấy các bạn. Đây toàn bộ là rau củ cải đấy các bạn nhé. Rau củ cải hôm nay lên cũng rất đẹp rồi. Chỉ sau có 2-3 buổi thôi các bạn đi chịu khó tưới nước và là rau lên rất là tốt. Còn bên này là xà lách. Xà lách hôm nay các bạn nhìn là cũng đã khác rồi phải không các bạn. Đây chỉ còn vài ngày nữa là được thu hoạch thôi đấy các bạn. Hôm nay là mình cũng đã đi hết một vòng vườn, các bạn ở sông suối vẫn đang đóng gạch trên kia. Còn bạn Marcin Nù thì bắt sâu rất là giỏi, bắt gần hết cái ruộng đi rồi. Bắt là kiểu gì là cũng sót, nhưng mà nó chỉ sót một phần rất là nhỏ thôi. Thì các bạn ấy sẽ bắt cách một ngày tiếp lại đi bắt tiếp. Còn hôm nay thời lượng video của mình đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh.